Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn nhập vào Tam Muội Nhất Thiết Phật Quốc Độ Thể Tánh. Khi vào Tam Muội này, thì các Bồ Tát và tất cả đại chúng đều tự thấy thân mình ở trong thân Bồ Tát Kim Cang Tạng. Ở trong đó đều thấy hết thảy điều thứ việc trang nghiêm của 3.000 đại thiên thế giới, trải qua ức kiếp nói không hết được. Lại ở trong đó thấy cây bồ đề chu vi 10.000.000 đại thiên thế giới, cao 100.000.000 đại thiên thế giới, cành lá che phủ cũng lại như thế. Có tòa sư tử xứng với thân cây, trên tòa có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Thông Vương Phật. Tất cả đại chúng đều thấy Đức Phật đó ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề, có đủ thứ các tướng dùng làm trang nghiêm, dù trải qua ước kiếp nói cũng không hết được. Bồ Tát Kim Cang Tạng qua sự thỉnh cầu của Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt, đại biểu các đại chúng trong pháp hội, đồng thời cũng vì dứt trừ sự nghi hoặc của đại chúng, lập tức nhập vào Tam Muội Nhất Thiết Phật Quốc Độ Thể Tánh. Vào Tam Muội này rồi, các vị Bồ Tát và các thiên vương, thiên tử trong pháp hội, mọi người đều nhìn thấy thân của mình thảy đều ở trong thân của Bồ Tát Kim Cang Tạng. Ở trong đó cũng nhìn thấy trong 3.000 đại thiên thế giới có đủ thứ sự tướng trang nghiêm. Những sự tướng đó dù có trải qua thời gian ước kiếp cũng nói không hết được. Lại ở trong đó nhìn thấy một cây bồ đề vương, thân cây bồ đề đó chu vi 10.000.000 đại thiên thế giới, cao 100.000.000 đại thiên thế giới, cành lá che trùm cũng 100.000.000 đại thiên thế giới. Phía dưới có tòa sư tử, pháp tòa của Phật thuyết pháp, to lớn tương xứng với cây bồ đề. Trên tòa sư tử có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Thông Vương Phật. Đại chúng và các vị Bồ Tát trong pháp hội đều nhìn thấy vị Phật đó ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề, và còn nhìn thấy đủ thứ tướng tốt trang nghiêm Đức Phật. Những tướng trạng trên đây dù có trải qua ức kiếp thời gian cũng nói không hết được. Bồ Tát Kim Cang Tạng thị hiện đại thần lực như vậy rồi, khiến cho chúng hội đều trở về chỗ cũ. Bấy giờ các đại chúng được chưa từng có, sinh ý nghĩ kỳ đặc mà ngồi yên lặng, một lòng chiêm ngưỡng Bồ Tát Kim Cang Tạng. Bồ Tát Kim Cang Tạng thị hiện đại thần thông đại trí lực không thể nghĩ bàn như đã thấy ở trên rồi, bèn khiến cho chúng hội các đại chúng trong pháp hội và các vị đại Bồ Tát trở về chỗ cũ. Lúc đó, các đại chúng trong pháp hội, các vị Bồ Tát cùng với Bậc Thánh Hàng Nhị Thừa, mọi người đều cảm giác đến được cảnh tướng đó chưa bao giờ được thấy qua, không sao tránh khỏi sinh ra tư tưởng kỳ đặc, ngồi yên lặng chiêm ngưỡng Bồ Tát Kim Cang Tạng để ngài giải thích đạo lý vi diệu này. Bấy giờ Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử, Tam Muội này thật là hy hữu, có đại thế lực, tên của nó là gì? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Tam Muội này tên là Nhất Thiết Phật Quốc Độ Thể Tánh. Lúc đó đại Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại nói với Bồ Tát Kim Cang Tạng: Phật tử, ngài vừa mới nhập vào Tam Muội này rất là kỳ đặc hy hữu, chúng tôi chưa từng thấy qua. Tam Muội này có đại thế lực, tên gọi là gì? Xin hãy nói cho đại chúng biết. Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp rằng: Tam Muội này tên là Nhất Thiết Chư Phật Quốc Độ Thể Tánh, có nước chư Phật và bản lai thể tánh của nó. Lại hỏi: Cảnh giới của Tam Muội này như thế nào? Đáp rằng: Phật tử, nếu Bồ Tát tu Tam Muội này tùy tâm nghĩ đến, thì ở trong thân hiện ra thế giới nhiều như các sông Hằng, cõi Phật nhiều như hạt bụi, lại hơn số này vô lượng vô biên. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại hỏi: Hiện tượng cảnh giới Tam Muội này như thế nào, có thể nói với đại chúng chăng? Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp: Các vị đệ tử của Phật, nếu như Bồ Tát tu tập thành tựu Tam Muội này rồi, thì họ có thể tùy tâm như ý, tùy theo tâm niệm tất cả đều có thể thành tựu hiện tiền, cũng có thể ở trong thân thể của mình thì hiện ra thế giới có như chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, và còn có thể vượt qua hơn đầy vô lượng vô biên nhiều cõi nước chư Phật. Phật tử, Bồ Tát trụ pháp vân địa được vô lượng trăm ngàn các đại tam muội như vậy, thân Bồ Tát này thân nghiệp không thể dò biết được, lời lời nghiệp, ý ý nghiệp, thần thông tự tại, quán sát ba đời, cảnh giới tam muội, cảnh giới trí huệ, du hí, tất cả các môn giải thoát, biến hóa làm ra, thần thông làm ra, quang minh làm ra, được nói cho đến cất chân hạ chân, tất cả các việc làm như vậy, cho đến pháp vương tử trụ thiện huệ địa Bồ Tát cũng đều không biết được. Bồ Tát Kim Cang Tạng này gọi một tiếng: Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát tu chứng được thập địa pháp vân địa,
Tài chứng đắc được tam muội chẳng phải là ít mà là vô lượng trăm ngàn các thứ đại tam muội, thân và thân nghiệp của thập địa Bồ Tát, nghiệp thiện của ngài tạo ra chẳng có ai dò lường được, biết được. Lời nói và nghiệp lời nói của ngài, ý và nghiệp ý đều thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, cho nên ngài đắc được đại thần thông, vận dụng tự tại, có thể quan sát cảnh giới tam muội ba đời, có cảnh giới trí huệ, có thể du hí tất cả đủ thứ pháp môn giải thoát, biến hóa làm tất cả, sức thần thông làm tất cả, trí huệ quang minh làm tất cả, nói cũng nói chẳng hết được. Hiện tại lược nói đại khái, Bồ Tát cất chân hạ chân đều có thể khiến cho đại địa sau thứ biến hóa chấn động, làm đủ thứ như vậy. Dù pháp vương tử cho đến thiện huệ địa Bồ Tát, cửu địa Bồ Tát, các ngài không thể biết được cảnh giới của thập địa Bồ Tát. Phật tử, hết thảy cảnh giới của Bồ Tát pháp vân địa này chỉ lược nói như vậy. Nếu nói rộng ra, giả sử trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nói cũng không hết được. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Bồ Tát thập địa pháp vân địa này, hết thảy cảnh giới của ngài như đã nói ở trên, bất quá chỉ là được nói đại khái. Nếu như muốn nói tỉ mỉ rõ ràng, thì dù có trải qua vô lượng vô biên trong ngàn A Tăng kỳ đại kiếp, cũng không cách chi nói hết được. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói, Phật tử, nếu cảnh giới thần thông của Bồ Tát như vậy, thì sức thần thông của Phật lại như thế nào? Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại đưa ra câu hỏi nơi đại chúng pháp hội rằng, đệ tử của Phật, giả sử thần thông cảnh giới của thập địa Bồ Tát, dù có trải qua trăm ngàn A Tăng kỳ đại kiếp, cũng không cách chi nói hết được. Vậy cảnh giới thần thông trí lực của Phật lại như thế nào? Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp, Phật tử, ví như có người nơi bốn thiên hạ lấy một cục đất mà nói rằng, đất của vô biên thế giới nhiều hay là cục đất này nhiều? Tôi xem câu hỏi của ông cũng lại như thế, trí huệ của Như Lai vô biên vô đẳng làm sao Bồ Tát so sánh được? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, đệ tử của Phật, ví như có người lấy một cục đất nơi bốn châu thiên hạ mà hỏi rằng, đất trong vô biên thế giới nhiều hay là đất trong tay của ta nhiều? Này tôi quan sát câu hỏi của ông cũng lại như thế, trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, chẳng có gì có thể so sánh bằng được. Làm sao trí huệ của Bồ Tát thập địa có thể so sánh với Phật được? Lại nữa Phật tử, như lấy chút đất nơi bốn thiên hạ, phần còn lại vô lượng, thần thông trí huệ của pháp vân địa này, nơi vô lượng kiếp chỉ nói ít phần, hạ huống Như Lai địa. Hiện tại tôi tiếp tục nói ví dụ này, đệ tử của Phật như ở trước nói, chỉ lấy một chút đất trong bốn thiên hạ, đất còn lại ngoài đại địa là vô lượng số. Tại Bồ Tát pháp vân địa, thần thông và trí huệ của ngài phải trải qua vô lượng kiếp mới nói được chút phần mà thôi. Hạ huống là thần thông và trí huệ của Phật, trí đức viên mãn đã chứng được đến cực điểm, làm sao có thể nói được chút ít phần để so sánh với Như Lai? Do ví dụ của đoạn kinh văn này khiến cho tôi nhớ lại, năm nọ, lúc Phật còn trụ thế, có một lần pháp hội, Phật dùng tay lấy lên một chút đất, bèn hỏi đại chúng trong pháp hội rằng, các vị hãy xem đất trong bàn tay của ta nhiều, hay là đất trong đại địa nhiều? Đại chúng đều đáp rằng dĩ nhiên đất ngoài đại địa nhiều. Đức Phật nói, chúng sinh ở trên thế gian này, từ vô lượng kiếp đến nay, chuyển tới chuyển lui không ngừng ở trong sáu nẻo luân hồi, sinh sinh tử tử, sinh diệt biến đổi. Đừng nói thành Phật không dễ, dù được thân người cũng chẳng dễ dàng. Cho nên nói, được sinh làm người như đất trong bàn tay, mất đi thân người như đất ngoài đại địa. Do đó có thể chứng minh được thân người rất khó khăn, được thân người rồi lại có thể tu hành thì càng khó hơn. Tu hành mà thành đạo nghiệp được giải thoát càng khó hơn nữa. Do vậy Đức Phật lại nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, Trung Quốc khó sinh vào. Hiện nay có thể đổi là Mỹ Quốc khó sinh vào vì Trung Quốc bất hạnh, gặp lúc đại kiếp nạn cũng giống như chẳng có Phật Pháp. Nhưng ngày nay Phật Pháp chuyển đến phương Tây, cho nên nói Mỹ Quốc khó sinh vào. Tức chúng ta đã biết thân người khó được như vậy, tại sao không lợi dụng mấy mươi năm có hạn để tu công đức vô tận? Mạng sống của con người thì có hạn, công đức thì vô cùng. Cổ nhân có nói, quang âm tựa tiễn như lưu thủy, chuyển nhãn tiểu thị bạch đầu ông, nghĩa là thời gian như tên tựa nước chảy, nháy mắt tóc trắng phủ đầy đầu. Lại nói, lưu thủy nhất khứ bất phục hoàn, thất tức nhân thần nàn tái phục, nghĩa là nước chảy qua rồi không trở lại, mất đi thân người khó được lại. Gì là vô tận? Chỉ có tu hành.
đạo nghiệp với công đức trải qua thiên cổ mà không diệt mất. Chúng ta đến thế giới này vì cái gì? Ai kêu chúng ta đến? Phải chăng chúng ta tự nguyện đến? Phải chăng bị bắt buộc đến? Đều không phải, là tùy theo nghiệp thọ báo, tùy theo nghiệp đã tạo ra trong quá khứ mà đến để thọ quả báo. Tại sao phải thọ quả báo? Vì căn cứ vào mỗi người đã tạo ra những gì, đó là nhân, đó là nghiệp nhân. Có nhân thì có quả, quả tức là báo phải thọ. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chẳng phải không báo, tùy thời sẽ đến. Giả sử chúng ta tu pháp môn vượt khỏi ba cõi thì sẽ không thọ sự thống khổ sinh tử luân hồi nữa. Cổ nhân từng có 8 câu cảnh tỉnh, cũng là lời pháp khuyên người tu hành. Họ nói rằng: bất cầu đại đạo xuất mê đồ. Nếu con người không tu hành, không cầu Phật đạo để thoát khỏi đường mê ba cõi, thì trùng phụ hiền tài khởi trượng phu, đó chẳng phải là cô phụ tài năng hiền mà có đức, tài hoa thông minh, trí huệ. Đây há là việc làm của đại trượng phu chăng? Đại trượng phu phải có tài năng lớn, nghị lực lớn, hai tay khai mở đường sinh tử, hai mắt phá chìm cửa danh lợi. Kế tiếp rằng: thời gian trăm năm đá lửa thiêu, đời người có thể sống đến 100 tuổi nhưng thời gian như ánh chớp, nháy mắt qua rồi không trở lại, lại giống như lửa, một khi thiêu đốt thì cháy sạch. Một đời thần tựa bọt bóng nước, một đời người vì danh lợi phú quý, cực nhọc bôn ba làm ăn, cuối cùng hai bàn tay trắng ra đi mà không trở lại, giống như bọt nước trong biển, nháy mắt huyễn diệt không còn. Vợ tài vứt đi còn gì đâu, một khi con quỷ vô thường đến thì vợ cũng không, con cũng không, tài sản cũng đều không. Ở dưới huỳnh tuyền lục thân quyến thuộc khó gặp được. Tội nghiệp đều làm khó dối mình. Con người đến lúc chết gì cũng chẳng mang theo được. Dù lúc sinh tiền là anh hùng cái thế cũng thế thôi. Chỉ có tội nghiệp tạo ra lúc sinh tiền đi theo bạn mà thọ quả báo. Thử hỏi đống vàng cao như núi. Hãy tự hỏi bạn một đời phí hết biết bao khổ sở gian nan, dụng hết tâm tư giành giật chiếm đoạt vàng bạc châu báu chất đống cao như núi, mua được vô thường không đến chăng? Có thể nào mua được con quỷ vô thường không đến mời bạn đi gặp vua Diêm Vương chăng? Chúng ta nghe được những lời này phải mau mau giác ngộ, bằng không sẽ trôi nổi ở trong 6 nẻo luân hồi, lúc nào mới có ngày chấm dứt. Có người muốn làm công đức nhưng không biết làm ở đâu, muốn gieo trồng vào ruộng tốt cũng chẳng biết gieo trồng ở đâu. Bây giờ tôi thông báo với bạn một tin mới: Vạn Phật Thành là ruộng công đức của hết thảy mọi người. Ai muốn làm công đức thì hãy mau đến Vạn Phật Thành làm. Vạn Phật Thành là thùa ruộng phì nhiêu. Vạn Phật Thành là bảo tàng của đại chúng. Ai muốn đến khai phát bảo tàng này thì đều có thể đến phát quật. Vạn Phật Thành là dự bị chung của thiện nam tín nữ toàn thế giới. Ai muốn trồng căn lành thì hãy đến Vạn Phật Thành. Ai muốn mãn tâm nguyện thì hãy đến Vạn Phật Thành. Ai muốn đạt được hy vọng thì hãy đến Vạn Phật Thành. Vạn Phật Thành là vạn hữu bảo khố, bất quá cần phải có người có phước đức thì mới có thể đến đây làm công đức. Vạn Phật Thành còn là một mảnh đất sinh ra vạn Phật, có vô lượng số Bồ Tát đến đây hộ pháp. Điểm này hy vọng mọi người biết mà đừng thất thời. Bây giờ tôi nói một câu tục ngữ thế gian: Vạn Phật Thành hôm nay thì gió cũng mau đến, mưa cũng mau đến, nước cũng mau đến. Ở đây phong thủy đều đầy đủ. Phong thủy này rất đặc biệt, biết nhìn phong thủy thì chẳng thấy được, không biết nhìn phong thủy lại nhìn thấy được. Tức có kỳ diệu này, như Vạn Phật Thành hôm nay, năm sau nhìn lại thì khác nhau, năm sau nữa nhìn lại thì chẳng giống như trước. Tùy theo sự thay đổi tiến bộ từng năm, tiến triển theo từng năm tháng, đây là điều tất nhiên. Ai đến cũng đều tại tâm như ý, cầu phú quý được phú quý, cầu con trai con gái được con trai con gái, cầu Phật đạo chứng Bồ Đề, có cầu tất ứng. Phật tử, này tôi vì ông dẫn việc để làm chứng, khiến cho ông được biết cảnh giới của Như Lai. Phật tử, giả sử mười phương, mỗi phương đều có cõi nước chư Phật nhiều như số hạt bụi vô biên thế giới. Mỗi cõi nước đều đầy rẫy Bồ Tát thập địa như vậy, nhiều như mía tre lau lúa mè rừng rậm. Các Bồ Tát đó trong trăm ngàn ước na do tha kiếp, tu Bồ Tát hạnh phát sinh trí huệ, so với cảnh giới trí huệ của Như Lai trăm phần chẳng bằng một, cho đến không bằng một phần Yubani Sada. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: Này tôi vì các vị dẫn việc cụ thể để chứng minh, khiến cho các vị biết được cảnh giới của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, giả sử mười phương, mỗi phương đều có vô biên thế giới, trong những thế giới đó
lại có cõi nước chư Phật, nhiều như số hạt bụi ở trong mỗi cõi Phật, có vô số Bồ Tát thập địa đầy rẫy ở trong đó, nhiều giống như mía tre lau lúa mè rừng rậm. Các vị Bồ Tát đó ở trong trăm ngàn ức na do tha kiết tu Bồ Tát hạnh, sinh ra trí huệ. Nếu so sánh với cảnh giới trí huệ của một vị Phật thì chẳng bằng 1% cho đến dùng số mục lớn nhất hoặc dùng số mục nhỏ nhất cũng chẳng bằng 1 phần Upanishada. Phật tử Bồ Tát này trụ trí huệ như vậy chẳng khác với thân biện ý nghiệp của Như Lai, chẳng bỏ các lực tam muội của Bồ Tát, trong vô số kiếp thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, trong mỗi mỗi kiếp đem tất cả các đồ cúng dường để cúng dường chư Phật, được tất cả thần lực của chư Phật gia trì, trí huệ quang minh ngày càng tăng thêm thù thắng. Hết thảy vấn nạn ở trong pháp giới đều khéo giải thích, trăm ngàn ước kiếp không có ai khuất phục được. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: vị Bồ Tát Pháp Vân Điện này, ngài đã có trí huệ thượng diệu như vậy thì thân khẩu ý ba nghiệp của ngài công đức thanh tịnh giống như Đức Như Lai. Ngài đã đạt đến công phu tu trì như vậy, nhưng ngài không kiêu ngạo tự mãn, không xả bỏ tất cả tam muội Bồ Tát hạnh đã tu được trước kia. Trong quá trình tu hành của ngài từ vô số kiếp đến nay, không lúc nào mà chẳng gần gũi Phật, thừa sự hầu hạ chư Phật, thành tâm cúng dường chư Phật. Ở trong mỗi kiếp đều đem đủ thứ phẩm vật cúng dường thượng hạng để cúng dường chư Phật. Do đó được chư Phật dùng thần lực trí huệ gia bị cho ngài, khiến cho trí huệ quang minh của ngài ngày càng lớn, ngày càng sáng. Ngài ở trong 10 pháp giới, bất cứ ai có vấn nạn gì đến hỏi ngài, ngài đều trả lời giải thích rõ ràng, khiến cho người hỏi được câu trả lời vừa ý. Dù trải qua trong ngàn ước đại kiếp cũng chẳng có ai khuất phục được ngài. Phật tử ví như thợ vàng dùng vàng thật tốt đẹp làm đồ trang sức, đại mani báu xen lẫn trong vàng, tự tại thiên vương mang những đồ trang sức này vào mình thì các đồ trang sức khác của chư thiên không bằng được. Bậc Bồ Tát này cũng là như thế, ban đầu từ sơ địa đến cửu địa, hết thảy trí hạnh của tất cả Bồ Tát đều không bằng được Bồ Tát thập địa. Trí huệ quang minh của bậc Bồ Tát này hay khiến cho chúng sinh cho đến nhập vào trí nhất thiết trí, trí quang minh khác không được như vậy. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: ví như người thợ vàng, họ dùng vàng thật tốt đẹp nhất làm đồ trang sức mang trên mình, dùng mani báu xen lẫn bên trong, đại tự tại thiên vương mang đồ trang sức đó lên mình thì trói sáng đẹp vô cùng, các đồ trang sức khác của chư thiên không bằng được. Tất cả trí huệ thần thông của Bồ Tát thập địa so sánh với trí huệ của các bậc Bồ Tát khác cũng như thế, bắt đầu từ sơ địa, hoan hỷ địa cho đến cửu địa, thiện huệ địa, hết thảy các địa Bồ Tát, trí huệ và hạnh tu chứng của các ngài đều không bằng Bồ Tát Pháp Vân Địa. Bồ Tát Pháp Vân Địa dùng trí huệ quang minh của ngài hay khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, tiến bộ, khiến cho họ nhập vào trí huệ của Phật, chứng được Bồ Đề. Còn trí huệ quang minh của các bậc Bồ Tát khác không thể bằng được trí huệ quang minh của Bồ Tát thập địa. Phật tử ví như quang minh của Ma Hê Thủ La Thiên Vương hay khiến cho thân tâm của chúng sinh mát mẻ, tất cả quang minh khác không bằng được. Trí huệ quang minh của Bồ Tát thập địa này cũng là như thế, hay khiến cho chúng sinh đều được mát mẻ cho đến trụ nơi trí nhất thiết trí. Tất cả thành văn bích chi Phật cho đến kiểu địa Bồ Tát, trí huệ quang minh đều không bằng được. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: ví như quang minh của Ma Hê Thủ La Thiên Vương hay làm cho tất cả chúng sinh sau khi tiếp thọ rồi cảm giác thân tâm đều mát mẻ, các quang minh khác không bằng được quang minh của Ma Hê Thủ La Thiên Vương phóng ra. Thập địa Bồ Tát Pháp Vân Địa, trí huệ quang minh của ngài cũng là như thế, cũng hay làm cho thân tâm chúng sinh cảm thọ mát mẻ, tiến tới đạt được trí huệ nhất thiết trí, thành tựu cảnh giới của Phật, bậc nhị thừa thanh văn bích chi Phật cho đến cửu địa Bồ Tát, trí huệ quang minh của các ngài đều không bằng được. Phật tử, đại Bồ Tát này đã an trụ trí huệ như vậy thì chư Phật Thế Tôn lại vì ngài nói trí ba đời, trí pháp giới khác biệt, trí khắp tất cả thế giới, trí chiếu tất cả thế giới, trí niệm tất cả chúng sinh, cho đến vì ngài nói đắc được trí nhất thiết trí. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: vị đại Bồ Tát thập địa Pháp Vân Địa, ngài đã tu chứng được trí huệ tối thượng thủ thắng, an trụ ở trong sự chứng được trí huệ thần diệu. Chư Phật Thế Tôn lại vì ngài nói trí huệ ba đời, trí huệ vi tế khác biệt trong pháp giới, trí huệ khắp tất cả thế giới, trí huệ chiếu khắp tất cả thế gian, trí huệ từ bi thương nhớ tất cả chúng sinh, cho đến vì ngài
nói đắc được trí huệ nhất thiết trí, trí huệ tiến vào Phật đạo. Bồ Tát này ở trong 10 ba la mật, thì trí ba la mật tăng thượng nhất, còn các ba la mật khác tùy sức mà tu. Phật tử, đó là nói sơ lược về Đại Bồ Tát Pháp Vân Địa thứ 10. Nếu nói rộng ra, thì giả sử trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nói cũng không hết được. Vị Bồ Tát Pháp Vân Địa này, khi Ngài tu 10 thứ ba la mật, thì trong quá trình tu thập địa, Ngài chuyên tu về trí ba la mật, vị trí quyết đoán được hết tất cả. Còn chín ba la mật kia, chẳng phải không tu hành, chỉ là tùy duyên, tùy phần, tùy sức mà tu. Các vị đệ tử của Phật, những gì nói ở trên quan hệ đến đủ thứ sự tướng và cảnh giới của Bồ Tát thập địa chỉ là nói sơ lược đại khái mà thôi. Giả sử muốn nói tỉ mỉ rõ ràng, thì dù trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp thời gian, e rằng cũng nói không hết được. Phật tử, Bồ Tát trụ địa này, phần nhiều là Mahi Thủ La Thiên Vương, tự tại nơi Pháp, tay truyền thọ hạnh ba la mật của tất cả Bồ Tát cho chúng sinh thành phần độc giác, hết thảy vấn nạn trong Pháp giới không ai khuất phục được. Tất cả các việc làm như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều không để khỏi niệm Phật, cho đến không để khỏi niệm trí nhất thiết chủng trí. Lại nghĩ như vậy, tôi phải ở nơi tất cả chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, cho đến làm chỗ nương tựa cho bậc nhất thiết trí. Nếu siêng năng tinh tấn trong khoảng một niệm thì đắc được tam muội nhiều như số hạt bụi, 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước na do thà cõi Phật, cho đến thị hiện các Bồ Tát làm quyến thuộc nhiều như số hạt bụi nói trên. Các vị đệ tử của Phật, giai đoạn Bồ Tát tu chứng quả vị Pháp Vân Địa, phần nhiều thị hiện làm Mahi Thủ La Thiên Vương, quan niệm và nhận thức đối với Pháp rất đúng đắn, chánh quyết, sự vận dụng Pháp cũng rất viên dụng tự tại, tùy tâm tự như. Và còn hay giáo hóa chúng sinh trên thọ hạnh ba la mật của Bồ Tát bậc dưới tu cho hàng nhị thừa bậc thánh. Các vấn nạn trong Pháp giới không còn ai khuất phục được Ngài. Ngài dùng bốn pháp nhiếp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, giáo hóa các chúng sinh và làm tất cả Phật sự, làm những gì cũng đều không để khỏi tông chỉ giáo hóa của Phật và công đức nghĩ nhớ niệm Phật, càng không để khỏi nghĩ nhớ chủng trí đầy đủ của chư Phật và trí nhất thiết trí, tức song chiếu, không giả hai đế, tức cũng là trí huệ của Phật, cảnh giới của Phật. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi phải ở trong tất cả chúng sinh, vì họ làm lãnh tụ, làm thủ lãnh, nhẫn khổ, chịu cực thủ thắng, và làm chỗ nương tựa của bậc nhất thiết trí. Nếu như càng siêng năng tinh tấn thì có thể trong khoảng một niệm đạt được tam muội, chánh định, chánh thọ nhiều như số hạt bụi, 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước na do thà cõi Phật. Lại còn có thể thị hiện các Bồ Tát làm quyến thuộc nhiều như số hạt bụi nói trên. Mahi Thủ La Thiên Vương, tức là trời đại tự tại trên đỉnh của sắc giới, khi thập địa Bồ Tát sắp thành Phật hiện thắng báo đại tự tại Thiên Vương. Nếu dùng nguyện được thủ thắng của Bồ Tát tự tại thể hiện thì hơn số trên đây, như là hoặc tu hành, hoặc trang nghiêm, tin hiểu việc làm, thần lời nói, quang huỳnh các căn thần biến, hoặc âm thanh, hoặc hành xứ, cho đến trăm ngàn ước na do thà kiếp, không thể tính đếm biết được. Nếu như dùng đại nguyện được thủ thắng của Bồ Tát thập địa phát ra thuở xưa, mà nay tùy tâm thị hiện, thì sẽ nhiều hơn số mục đã nói ở trên, như là pháp môn Bồ Tát tu hành, tịnh nghiệp trang nghiêm cõi Phật, tin hiểu thâm sâu, làm Phật sự, thần nghiệp, ngữ nghiệp, trí huệ, quang minh, các căn thần thông biến hóa, hay vì chúng sinh đều hiểu một tiếng, vì và đạo của Bồ Tát, tu hành, vân vân, cho đến trải qua trăm ngàn ước na do thà kiếp cũng chẳng cách chi đếm biết được. Phật tử, tướng tu hành của Đại Bồ Tát thập địa này, thứ lớp hiện tiền thì sẽ hướng nhập vào trí nhất thiết trí, ví như nước ao A Nậu Đạt chảy ra bốn con sông lớn. Nước những con sông này chảy khắp cõi Diêm Phù Đề, chẳng những không cạn kiệt mà còn nhiều thêm, cho đến chảy vào biển làm cho nước biển đầy rẫy. Các vị đệ tử của Phật, đứng trạng tu hành trong thập địa của vị Đại Bồ Tát này, đứng theo thứ lớp tuần tự mà tiến, từ sơ địa cho đến thập địa, tiến trình tu hành của Pháp Vân Địa đều đầy đủ viên mãn rồi, thì rất thuận lợi tiến vào cảnh giới trí huệ của Phật. Ví như nước ao A Nậu Đạt chảy ra bốn con sông lớn, nước bốn con sông lớn lại chảy ra khắp cõi Diêm Phù Đà, nó chẳng những không chảy hết cạn kiệt mà còn tăng thêm không ngừng, chảy một mạch ra biển cả, làm cho nước biển vĩnh viễn đầy rẫy, mà nước bốn con sông lớn vẫn không tăng không giảm. Phật tử, Bồ Tát cũng thế, nước từ Bồ Đề Tâm chảy ra căn lành đại nguyện, dùng bốn pháp nhiếp mà tràn đầy chúng sinh, chẳng những không cùng tận mà lại càng tăng trưởng, cho đến chảy vào biển nhất thiết trí, làm cho biển trí huệ tràn đầy.
Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Thập Địa, Pháp Vân Địa. Ngài cũng như nước ao A Nậu Đà chảy ra bốn con sông lớn. Từ lúc ban đầu Pháp Bồ Đề Tâm tu hành Bồ Tát Đạo, tích tập đủ thứ công đức, tài bồi nước, công đức căn lành đại nguyện, dùng bốn pháp nhiếp hóa độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được mùi vị chánh pháp tràn đầy thân tâm chẳng khi nào cùng tận, càng khiến cho căn lành ngày càng tăng trưởng, cuối cùng đại nguyện được thành tựu cho đến chảy vào trong biển nhất thiết trí, làm cho biển trí huệ tràn đầy ruộng tâm. Phật tử, Bồ Tát Thập Địa do Phật trí mà có sự khác biệt. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Thập Địa, Pháp Vân Địa, vì tu bình đẳng Phật trí mà khởi các hạnh, cho nên tùy theo quá trình tu hành trong thập địa mà từ từ tăng lên, tu đến không còn sự khác biệt. Khi chưa đạt được viên mãn, do đó mà hiển hiện có sự khác biệt, vì Pháp Vân Địa, cách thành Phật còn có một khoảng cách. Như do đại địa mà có 10 núi chúa. Những gì là 10, đó là núi chúa Tuyết, núi chúa Hương, núi chúa Tỳ Đà Lê, núi chúa Thần Tiên, núi chúa Do Càn Đà, núi chúa Mã Nhĩ Sơn, núi chúa Ni Dân Đà La, núi chúa Chước Yết La, núi chúa Kế Đô Mạt Đẻ, núi chúa Tu Di Lư. Như do nương vào đại địa mà có 10 tòa núi chúa. Những gì là 10 núi chúa? Đó là núi chúa Tuyết, núi chúa Hương, núi chúa Tỳ Đà Lê, núi chúa Thần Tiên, núi chúa Do Càn Đà, núi chúa Mã Nhĩ Sơn, núi chúa Ni Dân Đà La, núi chúa Chước Yết La, núi chúa Kế Đô Mạt Đẻ, núi chúa Tu Di Lư. Phật tử, như núi chúa Tuyết, tất cả cỏ thuốc đều ở trong đó, lấy không hết được. Bồ Tát trụ Hoàn Hỷ Địa cũng lại như thế. Tất cả thế gian kinh thư kỹ thuật, văn tụng chú thuật đều ở trong địa này, nói không hết được. Các vị đệ tử của Phật giống như tòa núi chúa Tuyết lớn. Tất cả cỏ thuốc danh quý trên thế gian đều ở trong đó, lấy không hết được. Bồ Tát tu chứng được sơ địa, Hoàn Hỷ Địa cũng giống như núi chúa Tuyết. Vì tất cả kinh thư kỹ thuật, văn tụng chú thuật vân vân trên thế gian đều bao quát ở trong một điện này, Bồ Tát đều phải tu tập thông đạt viên mãn, nói cũng nói không hết được. Phật tử, như núi chúa Hương, tất cả thứ hương thơm đều tụ tập ở trong đó, lấy không hết được. Bồ Tát trụ Ly Cấu Địa cũng là như thế, tất cả giới hạnh oai nghi của Bồ Tát đều ở trong đây, nói không hết được. Các vị đệ tử của Phật lại như núi chúa Hương, tất cả hương thơm trên thế gian đều ở trong tòa núi đó, lấy dùng không hết được. Bồ Tát tu tập chứng được địa thứ hai, Ly Cấu Địa, cũng giống như núi chúa Hương, tất cả giới hạnh và oai nghi của Bồ Tát đều ở trong địa này tu chứng viên mãn, nói không hết được. Phật tử, như núi chúa Tỳ Đà Lê, thuần bằng châu báu hình thành, tất cả các thứ báu đều ở trong đó, lấy không hết được. Bồ Tát trụ Pháp Quang Địa cũng là như thế, tất cả thiền định, thần thông, tam muội giải thoát, tam ma bát đề của thế gian đều ở trong đây, nói không hết được. Các vị đệ tử của Phật lại giống như núi chúa Tỳ Đà Lê, thuần bằng đá báu hình thành, tất cả chân kỳ bảo tàng trên thế gian đều ở trong đó, lấy không hết được. Bồ Tát tu chứng quả vị địa thứ ba, Phát Quang Địa, cũng giống như núi chúa Tỳ Đà Lê, tất cả thiền định, thần thông, tam muội giải thoát, tam ma bát đề, trì quán, vân vân, pháp môn tu hành trên thế gian đều ở trong địa này tu tập thành tựu, nói không hết được. Phật tử, như núi chúa Thần Tiên, thuần bằng châu báu hình thành, ngũ thông thần tiên đều ở trong đó, không cùng tận. Bồ Tát trụ Diệm Huệ Địa cũng lại như thế, tất cả trí huệ thù thắng đều ở trong đây, nói không hết được. Các vị đệ tử của Phật lại như núi chúa Thần Tiên, cũng hoàn toàn thuần bằng đá báu hình thành, các ngũ thông thần tiên đều ở trong đó, nhiều không biết số bao nhiêu. Ngũ thông là thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Bồ Tát tu chứng địa thứ tư, Diệm Huệ Địa cũng giống như núi chúa Thần Tiên, vì phàm là người tu đạo phải đắc được trí huệ thủ thắng, đều phải ở trong giai đoạn này tu tập chứng được, nói cũng nói không hết được. Phật tử, như núi chúa Do Càn Đà, thuần bằng châu báu hình thành, Dạ Xoa đại thần đều ở trong đó, không cùng tận. Bồ Tát trụ Nan Thắng Địa cũng là như thế, tất cả thần thông tự tại như ý đều ở trong đây, nói không hết được. Các vị đệ tử của Phật lại giống như núi chúa Do Càn Đà, thuần bằng châu báu hình thành, các loại Dạ Xoa khác nhau và có thần đại oai lực đều ở trong núi này, nhiều không biết được số bao nhiêu. Bồ Tát tiến vào địa thứ năm, Nan Thắng Địa cũng giống như núi chúa này, hết thảy thần biến, thần thông biến hóa, nhậm vận tự tại đều ở trong điện này tu chứng viên mãn, nói cũng không hết được.
Phật tử như núi chúa mã nhĩ thuần bằng châu báu hình thành, tất cả các thứ quả đều ở trong đó lấy không hết được. Bồ Tát trụ hiện tiền địa cũng là như thế, nhập duyên khởi hiện thanh văn quả chứng đều ở trong đây nói không hết được. Các vị đệ tử của Phật lại như núi chúa mã nhĩ cũng thuần bằng châu báu hình thành, tất cả các thứ quả danh quý trên thế gian đều ở trong núi này lấy không hết được. Bồ Tát tiến vào địa thứ sáu hiện tiền địa cũng giống như núi chúa này, ngài vào sâu đạo lý duyên khởi đồng với quả vị thanh văn đắc được, còn có vô số bậc thánh chứng quả đều trụ ở trong đó nói cũng không hết được. Như núi chúa Ni Di Đà La thuần bằng châu báu hình thành, đại lực long thần đều ở trong đó không cùng tận. Bồ Tát trụ viễn hành địa cũng là như thế, phương tiện trí huệ chứng quả độc giác đều ở trong đây nói không hết được. Lại như núi chúa Ni Di Đà La cũng thuần châu báu hình thành, đại lực long thần đều ở trong núi này không cùng tận. Bồ Tát chứng nhập địa thứ bảy viễn hành địa cũng như thế, vượt qua trước một địa vào sâu đạo lý duyên khởi mà thành tựu phương tiện trí huệ, cũng ở trong một địa này tu học viên mãn đồng như bậc thánh quả vị độc giác nhiều chẳng biết bao nhiêu, giống như ở trong núi chúa này nói cũng không hết được. Như núi chúa Chước Yết La thuận bằng châu báu hình thành, các chúng tự tại đều trụ ở trong đó không cùng tận. Bồ Tát trụ bất động địa cũng là như thế, tất cả Bồ Tát tự tại đi khắp thế giới khác biệt đều ở trong đây nói không hết được. Lại như núi chúa Chước Yết La cũng thuần bằng châu báu hình thành, hết thảy tất cả bậc thánh tự tại đều ở trong núi đó cũng chẳng biết có bao nhiêu. Bồ Tát tu chứng địa thứ 8 bất động địa cũng giống như núi chúa này, tất cả hạnh tu học của Bồ Tát đều thành tựu thần thông diệu dụng nhậm vận tự tại, không động thần mà có thể phân thân đến vô số thế giới khác nhau, đều ở trong điện này tu chứng đầy đủ cũng nói không hết được. Như núi chúa Kế Đồ thuần bằng châu báu hình thành, A Tu La Vương đại oai đức đều ở trong đó không cùng tận. Bồ Tát trụ thiện huệ địa cũng là như thế, tất cả thế giới sinh diệt trí hành đều ở trong đây nói không hết được. Lại như núi chúa Kế Đồ cũng thuần bằng châu báu hình thành, có A Tu La Vương đại oai đức ở trong núi đó không biết được số bao nhiêu. Bồ Tát từ bất động địa tiến vào địa thứ 9 thiện huệ địa cũng như thế, vì tất cả đạo lý duyên khởi sinh diệt trên thế gian cùng với pháp môn trí huệ và tu hành làm thế nào để tiêu trừ sinh và diệt lưu truyền khổ não đều ở trong điện này thành tựu viên mãn cũng nói không hết được. Như núi chúa Tu Di Lư thuần bằng châu báu hình thành, chư thiền đại oai đức đều ở trong đó không cùng tận. Bồ Tát trụ pháp vân địa cũng là như thế, lực vô sở úy bất cộng pháp của Như Lai, tất cả Phật sự đều ở trong đây vấn đáp tuyên nói không thể hết được. Lại như núi chúa Tu Di Lư thuần bằng châu báu hình thành, có chư thiền đại oai đức đều ở trong núi này chẳng biết số bao nhiêu. Bồ Tát tu chứng tiến vào địa thứ 10 pháp vân địa cũng giống như núi chúa Tu Di Lư. 10 lực của Phật, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng cùng với tất cả Phật sự thù thắng, Bồ Tát phải chứng đắc đủ thứ cảnh giới ở trên đây, phải ở trong địa này tinh tấn tu học viên mãn công đức đầy đủ mới có thể tiến vào quả vị đẳng giác diệu giác mà chứng quả Phật. Những quá trình này đều thành tựu trong thập địa cùng với các thứ vấn nạn thầy đều giải đáp tuyệt nói diệu pháp vân vân nói không hết được. Dùng 10 núi ví dụ thập địa, 2 núi trước thể là núi đất biểu thị thế gian, 8 núi sau thể đều thuần bằng châu báu biểu thị thanh tịnh hàm nghĩa tại nơi pháp, trong mỗi đoạn đều có nói không hết được không cùng tận, ý nghĩa là tùy thuận tu hành, vĩnh viễn không gián đoạn, vĩnh viễn không tạm ngừng. Phật tử, 10 núi chúa báu này đồng ở trong biển do khác biệt mà được tên. Bồ Tát thập địa cũng là như thế, đồng ở trong nhất thiết trí do khác biệt mà được tên. Các vị đệ tử của Phật, 10 tòa núi chúa báu này đều ở trong biển, vì mỗi tòa núi đều có điểm đặc biệt của nó nên được tên cũng khác nhau. Bồ Tát tu học pháp môn thập địa, mỗi địa đều có chỗ tu chứng khác nhau nên gọi tên quả vị cũng khác nhau. Tuy nhiên đồng ở trong nhất thiết trí của Phật, nhưng sự tu hành trong thập địa cũng có ưu điểm nhược điểm khác biệt, hành tướng các địa cũng khác nhau, căn cứ vào giáo lý hành tướng mà được các tên các địa khác nhau. Phật tử, ví như biển cả, nhờ 10 tướng mà được tên là biển cả, không bị đổi tên. Những gì là 10? Một là thứ tự sâu dần, hai là không chứa tử thi, ba là các dòng nước chảy vào trong biển đều mất tên, bốn là đều đồng một vị mặn,
5 là có vô lượng châu báu, 6 là không thể đến đáy được, 7 là rộng lớn vô lượng, 8 là chỗ thần lớn ở, 9 là thủy triều không quá hạn, 10 là chứa hết nước mưa to không bao giờ tràn. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ví như biển cả, vì có 10 tướng trạng đặc biệt nên được tên là biển cả. Dùng tên biển này không bao giờ bị đổi tên. Những gì là 10? 1. Nước trong biển thứ tự sâu dần, từng chút từng chút. 2. Biển tuy rộng lớn, sâu không thấy đáy, nhưng tử thi ở trong biển trôi dạt, không thể nào chìm xuống. 3. Các dòng nước bất luận sông hồ chảy vào biển rồi, đều gọi là nước biển, vĩnh viễn mất đi tên nguồn của nó. 4. Bất cứ nước gì chảy vào trong biển, đều biến thành một vị mặn, chẳng có vị nào khác. 5. Trong biển sinh sản ra đủ thứ ngọc ngà châu báu. 6. Chẳng cách chi biết được độ sâu của biển, không thể nào biết được nơi nào là đáy biển. 7. Biển rộng lớn vô lượng, nhìn không thấy bờ. 8. Là nơi động vật thần lớn ở. 9. Nước biển thường có hiện tượng thủy triều lên xuống nhất định, chưa bao giờ vượt qua thời hạn. 10. Biển có dung lượng vô hạn, bất cứ đổ xuống bao nhiêu trận mưa lớn cũng không thấy nước biển tăng, không có mưa xuống cũng không thấy nước biển giảm, cho nên nó không tràn cũng không khô cạn. Bồ Tát Hạnh cũng lại như thế, vì dùng 10 tướng nên gọi là Bồ Tát Hạnh, không bị đổi tên. Những gì là 10? Đó là hoan hỷ địa, sinh ra đại nguyện dần dần càng sâu, ly cấu địa, không chứa tất cả thầy phá giới, phát quang địa, xả lìa danh tự giả của thế gian, diệm huệ địa, với công đức của Phật đồng một vị, nàn thắng địa, sinh ra vô lượng phương tiện thần thông, làm các chân bảo của thế gian, hiện tiền địa, quan sát lý duyên sinh thâm sâu, viễn hành địa, giác huệ rộng lớn, khéo quan sát, bất động địa, thị hiện việc rộng lớn trang nghiêm, thiện huệ địa, đắc được giải thoát thâm sâu, du hành nơi thế gian, biết đúng như thật, không quá hạn. Pháp phần địa, thọ được tất cả 10 đại pháp minh của chư Phật Như Lai không nhằm đủ. Pháp môn Bồ Tát tu hành giống như biển cả, cũng có 10 đức tướng, cho nên gọi là Bồ Tát Hạnh, danh từ chuyên môn thuộc về tu hành, không thể tùy ý sửa đổi, cũng không thể nào bị đổi tên. Những gì là 10? Đó là 1. Hoàn hỷ địa, Bồ Tát tại địa này hay sinh ra tất cả đại nguyện đại lực, tinh tấn tu hành, từng bước ngày càng thâm sâu cho đến đạt được mãn nguyện. 2. Ly cấu địa, ly cấu tức là xả lìa tất cả tư tưởng và vọng niệm nhiễm ô, tất cả lời nói hành động chẳng thanh tịnh đều xả lìa hết, nhất là phải đoạn dục niệm không đoạn thì không thể nói là ly cấu. Dục niệm thấy về việc làm tức là phá giới thì chưa được ly cấu, thành tâm đoạn dục không phá giới tức là thanh tịnh ly cấu, cho nên nơi quả vị ly cấu địa phải nghiêm thủ quy luật. Người phá giới giống như là thây chết, tại ly cấu địa không dung nạp pháp nhiễm ô. 3. Phát quang địa, Bồ Tát tu chứng được phát quang địa đã thành tựu trí huệ quang minh, vì Ngài đã xả lìa tất cả nhiễm ô, đã được thanh tịnh, tất cả giả danh giả tướng của thế gian cũng xả lìa, chẳng còn tâm háo thắng, tâm cầu danh, tâm cầu lợi, minh bạch tất cả trên thế gian đều là không, là giả, vô thường, cho nên nói giả lìa thế gian danh tự giả. 4. Diệm huệ địa, lúc này công phu tu hành của Bồ Tát đã được một vị, vĩnh viễn không mất đi, nghĩa là hàm có công đức như Phật, cùng một vị với Phật, cuối cùng sẽ đắc được pháp vị vô thượng Bồ Đề, giống như các dòng nước chảy vào biển đều trở thành một vị. 5. Nàn thắng địa, Bồ Tát tu hành thành tựu sinh ra vô lượng phương tiện thần thông, công đức lợi ích thế gian, làm nghiệp thiện lợi sinh, như biển có vô lượng ngọc ngà châu báu. 6. Hiện tiền địa, Bồ Tát quan sát được tất cả các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Đạo lý thâm sâu pháp tánh duyên khởi này, Bồ Tát đã minh bạch thọ dụng, công đức bất tận của Ngài giống như biển cả, không biết đáy được. 7. Viễn hành địa, Bồ Tát có trí huệ rộng lớn, khéo quan sát các pháp rộng lớn vô lượng như biển cả. 8. Bất động địa, hay thị hiện Phật sự rộng lớn trang nghiêm, Bồ Tát dùng thân bất động mà đến khắp pháp giới phổ độ chúng sinh, đắc được vô lượng công đức thế gian, giống như biển làm chỗ ở cho thân lớn. Trong kinh có nói, bậc thân lớn dùng vô lượng thân tu Bồ Tát Hạnh. 9. Thiện huệ địa, Bồ Tát đắc được các môn giải thoát thâm sâu, du hành nơi thế gian, quán căn cơ chúng sinh mà chuyển thọ pháp môn thích hợp, khiến cho chúng sinh tu hành được giải thoát, biết đúng như thật không quá hạn, như hải triều không quá hạn. 10. Pháp vân địa, Bồ Tát chứng được quả vị pháp vân địa, Ngài tiếp thọ được đại pháp minh, đại pháp vũ của chư Phật, chưa từng nhà mỏi, chưa từng tự mãn,
như biển chứa được nước bốn châu mà không tràn. Phật tử ví như châu Đại Ma Ni có 10 thứ tánh hơn hẳn các châu báu khác. Những gì là 10? Một là sinh ra từ trong biển, hai là thợ khéo mài giũa, ba là tròn đầy không khuyết, bốn là thanh tịnh lìa cấu bẩn, năm là trong ngoài sáng suốt, sáu là khoan lỗ rất khéo, bảy là xỏ bằng giấy báu, tám là để trên tràng cao bằng lưu ly, chín là khắp phóng ra tất cả đủ thứ ánh sáng, mười là hay tùy ý của vua mua xuống các báu vật tại tầm mãn nguyện của chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại đưa ra một ví dụ. Ngài nói, giống như châu Đại Ma Ni có 10 thứ tánh đặc thù hơn các thứ báu khác. Những gì là 10 thứ tánh? Một, châu Ma Ni sinh ra từ trong biển. Hai, phải trải qua thợ mài giũa. Ba, châu Ma Ni là vua trong các châu báu, tròn đầy tự nhiên, chẳng có chút khuyết lõm nào, chẳng có chút tì vết nào. Tuy trải qua thợ khoan rồi nhưng không tổn hại chỗ toàn thiện của nó. 4. Châu này thanh tịnh trong suốt tự nhiên, chẳng có chút bụi bặm nào. 5. Trong ngoài trong suốt, ánh sáng xuyên qua như gương. 6. Trải qua thợ khoan lỗ rất khéo. 7. Xỏ dây bằng vàng. 8. Để nó ở trên tràng cao bằng lưu ly. 9. Thường phóng ra 5 thứ ánh sáng chiếu sáng từ trên tràng báu. 10. Hay tọa tâm ý của vua như mưa xuống các thứ báu vật, và còn tùy thuận tâm chúng sinh tọa tâm mãn nguyện của họ, cho nên gọi là Bảo Châu. Phật tử nên biết Bồ Tát cũng là như thế, có 10 thứ việc nên hơn các bậc thánh khác. Những gì là 10? Một là tâm nhất thiết trí, hai là chỉ giới đầu đà, chánh hạnh sáng tịnh, ba là các thiền tam muội tròn đầy không khuyết, bốn là đạo hạnh thành bạch lìa các cấu uế, năm là phương tiện thần thông trong ngoài sáng suốt, sáu là duyên khỏi trí huệ hay khéo khoan rủi, bảy là sâu bằng dây các thứ phương tiện trí, tám là để ở trên tràng cao tự tại, 9 là quán hành vi của chúng sinh phóng quang văn trì, 10 là thọ chức Phật trí, dự ở hàng chư Phật hay vì chúng sinh rộng làm Phật sự. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thập địa Bồ Tát cũng giống như châu Ma Ni, cũng có 10 việc khác với chúng sinh hơn các Bồ Tát khác. Những gì là 10? Một, Bồ Tát tu pháp môn thập địa, các ngài đều đã từng phát ra đại trí nguyện và đại bồ đề tâm. Hai, phải giữ gìn tất cả giới luật, ba nghiệp tuyệt đối phải thành tịnh, làm những gì đều phải quang minh chánh đại như trì giới đầu đà. Ba, sinh tu tứ thiền bát định và các tam muội phải tu học viên mãn không thể thiếu khuyết. Bốn, đạo hạnh phải thanh bạch phi thường, chẳng có nhiễm ô, lìa khỏi tất cả lời nói hành động ô uế. Năm, trong ngoài sáng suốt là nói Bồ Tát tu chứng trí huệ đã đạt đến tất cả thế xuất thế, vạn sự vạn vật đều chiếu thấu trong ngoài minh bạch. Thần thông diệu dụng, cũng biết thiện xảo phương tiện, thấu suốt giống như châu Ma Ni. 6. Thấu đạt duyên khởi, biết các pháp thật tướng, trí hành khoan rủi, giống như châu Ma Ni khéo khoan rủi. 7. Bồ Tát có đủ thứ trí huệ phương tiện vô ngại, thể dụng vi diệu, thần lực công đức văn trì chiếu khắp, như châu Ma Ni sâu bằng dây báu, trí huệ tức là dây báu của Bồ Tát. 8. Để trên tràng cao tự tại, Bồ Tát Bát Địa đã chứng được vô cùng dụng hạnh, hạnh cao tự tại như để trên tràng cao, như châu Ma Ni để trên tràng cao ánh sáng chiếu khắp. 9. Bồ Tát quan sát khắp căn tánh hành vi của chúng sinh, tùy cơ giáo hóa khiến cho chúng sinh được nghe chánh pháp, thọ nơi tâm chỉ nơi thực hành, đắc được văn trì sinh ra trí huệ quang minh, như châu Ma Ni khắp phóng ra ánh sáng vạn trượng. 10. Thập địa Bồ Tát công đức viên mãn dần dần, giai đoạn phước huệ đầy đủ rồi thì lập tức được thọ chức quán đảnh, thọ chức trí của Phật, từ đây liệt vào hàng chư Phật, nhất định sẽ được thành Phật. Lúc này Bồ Tát hay vì chúng sinh rộng làm đại Phật sự, hay giáo hóa chúng sinh, hay diễn thuyết diệu pháp như châu Ma Ni, hay tùy ý của vua, hay theo tâm nguyện của chúng sinh mưa xuống các báu vật, tại tâm mãn nguyện chúng sinh. Phật tử phẩm pháp môn này tích tập nhất thiết chủng nhất thiết trí, công đức Bồ Tát hạnh, nếu các chúng sinh không trồng căn lành thì không thể nghe được. Các vị đệ tử của Phật, pháp môn thập địa này, Bồ Tát tích tập tất cả căn lành, tích tập tất cả công đức, là pháp môn tu học Bồ Tát hạnh, rộng thực hành Bồ Tát đạo, vì muốn cầu trùng trí của Phật, chứng Bồ Đề giác quả. Phẩm pháp môn này, nếu như chúng sinh thuở xưa chẳng trồng xuống căn lành, chẳng làm vô lượng công đức, đừng nói là thọ trì, e rằng cho đến nghe cũng không thể nghe được tên phẩm thập địa này. Đừng nói là người tại gia, mà rất nhiều người xuất gia cũng không thể nào nghe được tên này. Cho đến người đọc tụng cũng ít, thọ trì càng ít hơn.
Hôm nay chúng ta nghe đọc tụng được, nên biết chúng ta thuở quá khứ đã từng gieo trồng xuống căn lành lớn, cho nên mới thường nghe được pháp môn phẩm thập địa trong kinh Hoa Nghiêm này. Hy vọng các vị đặc biệt quý trọng phần nhân duyên này. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói, nghe pháp môn này được bao nhiêu phước? Lúc đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe Bồ Tát Kim Cang Tạng nói pháp môn thủ thắng khó được nghe rồi, bèn hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng, chúng tôi nghe được pháp môn công đức đủ thứ căn lành tích tụ và nhất thiết trí huệ, có thể đắc được bao nhiêu phước huệ? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, như phước đức của nhất thiết trí tích tập, nghe pháp môn này phước đức cũng như thế. Tại sao? Vì chẳng nghe pháp môn công đức này thì làm sao có thể tin hiểu thọ trì đọc tụng, hào hướng tinh tấn theo lời tu hành? Do đó nên biết, phải nghe được pháp môn công đức nhất thiết trí tích tập này thì mới có thể tin hiểu thọ trì tu tập, sau đó mới đến được bậc nhất thiết trí. Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói, giống như nhất thiết trí của Phật tích tập tất cả phước đức, nghe được pháp môn phẩm thập địa này phước đức cũng như thế. Nhân duyên như thế nào? Nếu bạn chưa từng nghe qua pháp môn công đức nhất thiết trí tích tập này mà bạn có thể tin hiểu lãnh thọ tu trì, mà còn có thể đọc tụng phẩm này thì không thể nào được. Nếu chưa từng nghe thì bạn không thể nào tin hiểu thọ trì và đọc tụng được hà huống tinh tấn. Tất nhiên tin hiểu thọ trì đọc tụng đều không thể, thì làm sao có thể theo như lời trong kinh nói mà tu hành? Vì đạo lý này nên bạn phải biết, phải nghe phẩm pháp môn tích tập nhất thiết trí huệ công đức này, phẩm thập địa, thì mới có thể tin hiểu thọ trì đọc tụng, mới biết phải tinh tấn không giải đãi, thì mới như pháp tu hành, sau đó mới đạt đến được công đức viên mãn, phước huệ đầy đủ, chứng bồ đề giác đạo mà thành tựu quả Phật. Bấy giờ do thần lực của Đức Phật, do pháp như vậy, nên các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật trong 10 phương, đều có 6 thứ 18 tướng chấn động, đó là động biến động đẳng biến động, khởi biến khởi đẳng biến khởi, dũng biến dũng đẳng biến dũng, chấn biến chấn đẳng biến chấn, hống biến hống đẳng biến hống, kích biến kích đẳng biến kích. Khi Bồ Tát Kim Cang Tạng trả lời những vấn đề Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hỏi xong rồi, do đại oai thần lực của Phật, tức cũng là do nói vô thượng đại pháp, pháp môn thập địa, thì có các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật, đồng thời đều phát sinh 6 thứ 18 tướng chấn động, đó là một động, một phần đất nào đó chấn động, biến động là cả địa cầu đều chấn động, đẳng biến động địa cầu của 10 phương thế giới đều chấn động. Hải khởi, một nơi nào đó đột nhiên có hiện tượng vọt lên, biến khởi, khắp địa cầu đều có hiện tượng vọt lên, đẳng biến khởi, hết thảy thế giới trong 10 phương đều đồng thời vọt lên. Ba dũng, bốn chấn, năm hống, sáu kích đều giải thích như vậy. Động dũng khởi thuộc về hình, chấn hống kích thuộc về tiếng. Động đất có lúc là một thứ tai nạn, có lúc chư Phật Bồ Tát đang nói pháp thâm sâu vi diệu là điểm cát tường. Mưa các hoa trời, trang hoa trời, y trời và các đồ trang nghiêm cõi trời, trang phát lọng báu, tấu kỹ nhạc trời, âm thanh hòa nhã, đồng thời phát ra tiếng khen ngợi hết thảy công đức bậc nhất thiết trí. Như ở cùng trời tha hóa tự tại thiên vương thế giới này, diễn nói pháp này, mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều như thế. Chẳng những mười phương thế giới, các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật, đều có 6 thứ 18 tướng đại địa chấn động, còn có trời mưa xuống các thứ hoa báu, tràng hoa trời, y trời và các thứ đồ trang nghiêm cõi Phật như tràng phàn lọng báu, vân vân. Còn diễn tấu âm nhạc trời, âm nhạc đó rất u nhã, nhu hòa, nghe rất là êm tai vô cùng. Đủ thứ âm nhạc đồng thời vang lên, chư thiền tử, thiền nữ đều ca sướng tán thán công đức của chư Phật, tán thán pháp môn thập địa thủ thắng vì diệu, tán thán pháp môn thập địa bậc nhất thiết trí, pháp môn thành tựu quả vị Phật, như tại thế giới này, thế giới ta bà, pháp hội trong cùng trời tha hóa tự tại thiên vương, đang diễn nói pháp môn thập địa thắng diệu. Mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều đang diễn nói phẩm pháp môn thập địa này. Bấy giờ lại do thần lực của Phật, ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật trong 10 phương, đều có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật đến pháp hội này, nói như vậy. Lành thay Kim Cang Tạng, hãy mau nói pháp này. Chúng tôi cũng đều đồng tên Kim Cang Tạng. Thế giới chúng tôi ở thảy đều khác nhau, nhưng đều đồng tên là Kim Cang Đức. Đức Phật đều đồng danh hiệu là Kim Cang Tràng. Chúng tôi trụ ở trong bốn quốc, đều thừa oai thần lực của Phật mà nói pháp này.
Chúng hội đều đồng nhau, văn tự câu nghĩa giống như ở đây nói, chẳng tăng chẳng giảm, đều nhờ thần lực của Phật mà đến pháp hội này, vì Ngài làm chứng. Như này chúng tôi đến thế giới này, như vậy trong mười phương tất cả thế giới, chúng tôi cũng đều đến làm chứng như thế. Lúc đó, lại nhờ oai thần lực của Phật, ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật trong mười phương, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật đến pháp hội này. Pháp hội Bồ Tát Kim Cang Tạng nói phẩm thập địa, cùng nhau nói rằng: lành thay Bồ Tát Kim Cang Tạng, xin Ngài hãy mau nói pháp môn thập địa. Chúng tôi các vị Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật đều đồng danh hiệu với Ngài là Kim Cang Tạng. Thế giới chúng tôi ở tuy nhiên là khác nhau, nhưng cũng đều đồng tên là Kim Cang Đức. Đức Phật cõi nước chúng tôi đều đồng danh hiệu là Phật Kim Cang Tràng. Chúng tôi ở trong thế giới của mình, thừa đại oai thần lực của Phật cũng sẽ nói phẩm hạnh môn Bồ Tát này, pháp môn thập địa. Đại chúng Bồ Tát ở trong pháp hội và tất cả tình hình trong đạo tràng cũng giống như tại pháp hội này. Nội dung văn tự kinh điển, từ cầu nghĩa lý, pháp môn thập địa đang diễn nói, thải đều giống như phẩm pháp môn thập địa đang diễn nói ở đây, chẳng tăng chẳng giảm. Chúng tôi các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật, đều nhờ sức đại oai thần lực của Phật đến pháp hội đạo tràng này. Chúng tôi đến để vì Ngài làm chứng. Như này chúng tôi đến thế giới Ta Bà, như vậy chúng tôi cũng đều đến tất cả thế giới trong mười phương để làm chứng như thế. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng quán ra tất cả chúng hội mười phương khắp cùng pháp giới. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng quán ra các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật trong mười phương thế giới, hết thảy đạo tràng pháp hội các nơi khắp cùng pháp giới. Muốn tán thán phát tâm nhất thiết trí, muốn thị hiện cảnh giới Bồ Tát, muốn tịnh trị hạnh lực Bồ Tát, muốn nói nhiếp thủ đạo nhất thiết chủng trí, muốn trừ diệt tất cả cấu bẩn thế gian, muốn thí cho nhất thiết trí, muốn thị hiện trí trang nghiêm không nghĩ bàn, muốn hiện bày các công đức của tất cả Bồ Tát, muốn khiến cho nghĩa thập địa này thêm sáng tỏ, nương thần lực của Đức Phật mà nói bài kệ rằng: tâm đó tịch diệt luôn điều thuận, bình đẳng vô ngại như hư không, lìa các cấu trược trụ nơi đạo, hạnh thù thắng này ông nên nghe. Bồ Tát Kim Cang Tạng quán sát khắp đạo tràng pháp hội, Ngài muốn tán thán phát tâm Bồ Tát nhất thiết trí sở địa, muốn tán thán thị hiện cảnh giới của Bồ Tát nhị địa, muốn tán thán tịnh trị pháp môn ba tụ tịnh giới của Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tam địa. Tam tụ tịnh giới là: một, nhiếp luật nghi giới; hai, nhiếp thiện pháp giới; ba, nhiếp nhiều ích hữu tình giới. Muốn tán thán diễn nói nhiếp thủ đạo nhất thiết chủng, nhất thiết trí huệ của Bồ Tát tam địa tứ địa. Muốn tán thán trừ sạch ô nhiễm cấu uế hết thảy thế giới của Bồ Tát ngũ địa. Muốn tán thán bố thí cho tất cả chúng sinh trí huệ của Bồ Tát lục địa. Muốn tán thán thị hiện trí huệ không thể nghĩ bàn trang nghiêm cõi Phật của Bồ Tát thất địa, thấu đạt cảnh giới không chướng ngại. Muốn tán thán hiển bày trí huệ không thể nghĩ bàn của tất cả Bồ Tát vô cùng dụng hạnh trang nghiêm thế gian của Bồ Tát bát địa. Muốn tán thán nói được thọ được các công đức của Bồ Tát cửu địa thập địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn khiến cho đại chúng pháp hội và chúng sinh đời sau đối với nghĩa lý phẩm pháp môn thập địa càng thêm sáng tỏ minh bạch một chút, bèn nương oai thần lực của mười phương chư Phật và sự gia bị của Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói ra bài kệ thuật lại nghĩa lý trưởng hàng ở trên. Bài kệ nói: tâm của Bồ Tát tịch tĩnh, chẳng có vọng niệm bất động, vì luôn luôn hàng phục được tâm mình, cũng điều hòa được tâm mình, khiến cho tâm mình thuận theo lý mà tu đạo. Tâm của Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng, trong tâm chẳng có chút bụi bặm nào, cho nên tựa như hư không. Tâm Bồ Tát thanh tịnh, Ngài đã liệt khỏi tất cả ô nhiễm và cấu trược, thường trụ trong phạm hạnh và Phật đạo. Phẩm Bồ Tát hạnh thù thắng này, các vị đệ tử của Phật nên lắng nghe kỹ càng. Trăm ngàn ước kiếp tu các thiện, cúng dường vô lượng vô biên Phật, thành phần độc giác cũng như thế, vì lợi chúng sinh phát đại tâm. Bồ Tát ở trong thời gian dài, trăm ngàn ước kiếp, tu hành đủ thứ căn lành, tịch tập các công đức, cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, cũng cúng dường bậc thánh hàng nhị thừa thành phần độc giác. Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên phát tâm đại bồ đề, phát đại nguyện lực, tinh cần trì giới thường nhu nhẫn, hộ thẹn phước huệ đều đầy đủ, trí cầu Phật trí tu rộng huệ, nguyện được mười lực phát đại tâm, chuyển nhất tinh tấn siêng năng học tập vô thượng đạo, nghiêm trì tịnh giới không cầu thả không giải đãi, một chút thời gian cũng không bỏ qua lãng phí,
không vi phạm giới luật. Nhu hòa tức là không cương cường, không tàn bạo. Nhẫn là nhẫn nại. Tinh cần trì giới phải chú ý đến chỗ mà người khác không thấy. Chẳng phải ở trước mặt người khác thì tinh cần, hoặc ở trước mặt người khác thì trì giới, mà là phải tinh cần trì giới lúc chỉ có một mình. Khổng Tử có nói, thận độc, nghĩa là răn cấm lúc ở một mình người khác không thấy, người khác không biết, cẩn thận giữ gìn tinh cần trì giới. Bồ Tát thì tinh cần trì giới mà còn thường nhu nhẫn. Hổ là hổ trước khi sai lầm xảy ra, thẹn là thẹn sau khi sai lầm xảy ra. Mỗi người nếu thường biết lỗi lầm của mình, chú ý sửa đổi không tái phạm nữa, thì tự nhiên sẽ sinh ra tâm thiện, niệm thiện. Người có tâm thiện, niệm thiện thì nhất định thường làm việc thiện, tức là tu phước. Phước đến tâm linh thì trí huệ tự nhiên sinh ra, phước huệ đều tròn đầy, cho nên nói hổ thẹn phước trí đều đầy đủ. Bồ Tát tu phước tu huệ, rộng tu công đức, chẳng phải ngài muốn cầu phước báo sinh về cõi trời cõi người, mà trí nguyện của ngài cầu đại trí huệ giống như Phật, hy vọng đắc được mười lực của Phật, cho nên ngài phát tâm đại bồ đề. Ba đời chư Phật đều cúng dường, tất cả cõi nước đều nghiêm tịnh, biết rõ các pháp đều bình đẳng, vì lợi chúng sinh phát đại tâm. Bồ Tát phát nguyện cúng dường chư Phật ba đời, hay thầy tất cả cõi nước chư Phật đều khiến cho thanh tịnh trang nghiêm. Bồ Tát thấu rõ các pháp đều bình đẳng, không cao không thấp, vì lợi ích tất cả chúng sinh mà Bồ Tát phát tâm đại bồ đề. Trụ nơi sơ địa sinh tâm này, lìa hẳn các ác thường hoan hỷ, nguyện lực rộng tu các pháp lành, do lòng thương xót vào bậc sau. Khi Bồ Tát phát đại nguyện độ chúng sinh tu học pháp môn thập địa, tại sơ địa phát tâm vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các điều ác, thường thường sinh khởi tâm hoan hỷ. Lìa hẳn điều ác tức là không làm các điều ác, thường hoan hỷ tức là làm các điều lành, phát đại nguyện lực rộng tu các pháp lành. Do tầm đại bi đứng đầu, thường xót chúng sinh, cho nên chứng nhập vào đi cấu địa. Giới nghe đầy đủ nhớ chúng sinh, rửa trường dơ bẩn tâm sáng sạch, quan sát thế gian lửa ba độc, bậc hiểu rộng lớn vượt tam địa. Bồ Tát chứng nhập địa thứ hai ly cấu địa, ngài phụng trì lời dạy của chư Phật, cẩn thận giữ gìn giới luật của chư Phật, đến đạo tràng của chư Phật trong mười phương nghe pháp, giữ giới thanh tịnh, tu học văn huệ, cả hai đều đầy đủ nên luôn nhớ chúng sinh. Thường họ thường thọ thống khổ ở trong biển khổ sinh tử, mà sinh tâm đại từ bi, rửa trừ dơ bẩn, tức là rửa sạch ô nhiễm trong tâm. Những thứ bất tịnh đều tẩy trừ đi hết, khiến cho tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm sáng sạch, tâm ô nhiễm dơ bẩn thì đen tối, tâm thanh tịnh sáng sạch mới sáng lạm. Bồ Tát dùng tâm quang minh sáng sạch, trí huệ sung mãn, quả san các loại chúng sinh trên thế gian, đều bị vây hãm ở trong lửa độc tham sân si. Bồ Tát có tâm từ bi rộng lớn, có đại trí huệ, đắc được pháp môn giải thoát, bèn nhập vào địa thứ ba, phát quang địa. Ba cõi tất cả đều vô thường, như tên vào thân khổ thiêu đốt, nhằm lìa hữu vi cầu Phật pháp, bậc trí rộng lớn vượt diệm địa. Ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tất cả trong ba cõi đều không vĩnh cửu, nháy mắt huyễn diệt. Sự vô thường đem đến cho con người cảm thọ thống khổ, giống như mũi tên bắn vào thân, lại thống khổ giống như lửa dữ thiêu đốt. Chúng ta hãy mau giác ngộ, nhằm lìa tất cả những sự vật hữu vi vô thường, hư vọng trên thế gian, mà thành tâm theo đuổi Phật pháp chân thật vĩnh hằng. Bậc thánh có trí huệ rộng lớn, bậc thánh có sự hiểu biết chân chánh, đã chứng được diệm huệ địa, niệm huệ đầy đủ được đạo trí, cúng dường trăm ngàn vô lượng Phật, thường quán các công đức tối thắng, về này tiến nhập nan thắng địa. Niệm tinh tấn, huệ tinh tấn, niệm huệ đồng thời tinh tấn, cho nên niệm huệ đầy đủ mà đắc được đạo trùng trí. Bồ Tát cúng dường Phật chẳng phải cúng dường một vị Phật, hai vị Phật, mà là cúng dường trong ngàn vô lượng các vị Phật, khiến cho vô lượng chư Phật đều sinh tâm hoan hỷ. Thường thường quan sát tất cả công đức tối thủ thắng, hay chân chánh tu hành mới có công đức tối thủ thắng. Vị Bồ Tát sinh tu Phật đạo tiến vào được địa thứ năm nan thắng địa. Trí huệ phương tiện khéo quan sát, thị hiện đủ thứ cứu chúng sinh, lại cúng đấng vô thượng thập lực, tiến vào vô sinh hiện tiền địa. Dùng phương tiện trí huệ khéo quan sát tất cả các pháp, dùng đủ thứ thần thông thị hiện cứu độ chúng sinh, lại cúng dường đấng thập lực Phật. Phật là đấng tôn kính nhất trên thế gian. Bồ Tát ở nơi địa này chứng được không sinh không diệt, mà tiến vào địa thứ sáu hiện tiền địa. Chỗ đời khó biết mà biết được, không thọ cái ta địa có không, pháp tánh vốn tịch tùy duyên truyền, được vi diệu này hướng thất địa. Tất cả những gì trên thế gian khó biết mà Bồ Tát này đều thông đạt vô ngại, không thọ ràng buộc chấp cái ta,
cũng liệt khỏi hai bên có không, chẳng chấp vào có không, cũng minh bạch được bản thể của pháp vốn là vắng lặng. Cho nên chư pháp tụng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, bất khả dĩ ngôn thuyền. Nghĩa là các pháp từ xưa nay tướng thường là vắng lặng, không thể dùng lời nói. Nó tùy duyên sinh khởi, tùy duyên mà diệt, không rời về không, không chấp về có, tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên. Bồ Tát đắc được trí huệ vi diệu này, nên tiến vào địa thứ bảy, viễn hành địa. Trí huệ phương tiện tầm rộng lớn, khó hành, khó phục, khó biết rõ, tuy chứng tịch diệt siêng tu tập, nhập bất động địa như hư không. Người có đại trí huệ đối với người với vật thì biết niệm vận sử dụng phương tiện khéo léo, việc gì cũng viên mãn, ai ai cũng hoan hỉ, tâm lượng cũng rất rộng lớn, hay nhường người bao dung người, do đó việc khó làm mà làm được, không có gì trở ngại. Người và việc khó điều phục cũng điều phục được, trí thức khó biết cũng biết được. Tuy đã chứng được lý thể tịch diệt, đã đắc được rốt ráo thật tướng các pháp, nhưng Bồ Tát vẫn siêng năng tu tập, mới hướng nhập bất động địa như hư không. Lúc này đã là như như bất động, rõ ràng sáng suốt, đắc được vui tịch diệt chân thật, nhập vào địa thứ 8 bất động địa. Phật khuyên khiến từ tịch diệt khởi, rộng tu đủ thứ các trí nghiệp, đủ 10 tự tại quán thế gian, nhờ đây mà lên thiện huệ địa. Khi Bồ Tát tại địa thứ 8, trí huệ thần thông của Ngài đã đạt đến cảnh giới thủ thắng. Nếu không tiếp tục hướng về trước tiến tới, thì sẽ chấp trước vào không kiến. Cho nên chư Phật sợ Bồ Tát dừng lại không tiến tới, mới khuyên Ngài phải từ trong tịch diệt sinh khởi ra trí huệ, rộng tu pháp môn trí huệ của chư Phật, như 10 lực, 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng của Phật, đầy đủ 10 thứ tự tại, quan sát tất cả pháp nhân duyên của thế gian, từ những pháp môn này mà hướng về trước nhập vào địa thứ 9 thiện huệ địa. Dùng vi diệu trí quán chúng sinh, tâm hành nghiệp hoặc như rừng rậm, vì muốn hóa họ hướng về đạo, diễn nói thắng nghĩa tạng chư Phật. Bồ Tát địa thứ 9 hay dùng trí huệ vi diệu không thể nghĩ bàn, biết chúng sinh hữu thật, quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh như thật, biết rõ tâm hành nghiệp hoặc của chúng sinh, do tâm niệm mà khởi hoặc tạo nghiệp, tạo đủ thứ nghiệp, thọ đủ thứ quả báo, chẳng biết được số lượng bao nhiêu. Giống như là rừng rậm, Bồ Tát dùng trí vô ngại, thấu rõ như chỉ tay. Bồ Tát vì muốn giáo hóa những chúng sinh khổ não này, hướng dẫn họ đi trên con đường Bồ Đề giác đạo, mà diễn nói nghĩa đế thù thắng tối thượng của chư Phật, diễn dương chánh pháp tạng của chư Phật. Thứ lớp tu hành đủ việc thiện, cho đến cửu địa tập phước huệ, thường cầu pháp chư Phật tối thượng, được nước trí Phật quán đành cho. Tu học Bồ Tát hạnh, tu trì Bồ Tát đạo, phải tuần tự tinh tấn tu học, y giáo phụng hành, đầy đủ hết thầy căn lành mới đạt đến cảnh giới địa thứ 9. Tuy Bồ Tát đã thành tựu như vậy, nhưng vẫn siêng năng trên cầu Phật đạo, cầu pháp môn trí huệ vô thượng tối thắng của chư Phật, sẽ đắc được nước trí huệ của chư Phật quán đảnh. Đạt được vô số các tam muội, cũng khéo biết rõ nghiệp họ làm. Tam muội cuối cùng gọi thọ chức, trụ cảnh rộng lớn luôn bất động. Bồ Tát tại địa thứ 9 lại đắc được vô lượng vô số các thứ tam muội, chánh định, chánh thọ, cũng khéo biết rõ chúng sinh là làm là thiện, là bất thiện, là vô ký. Cuối cùng chứng được tam muội gọi là thọ chức, trụ nơi cảnh giới rộng lớn như hư không, thân luôn luôn bất động mà khắp cùng pháp giới. Khi Bồ Tát được tam muội này, hoa sen báo lớn đột nhiên hiện, thân lượng ngồi trên xứng với hoa, Phật tử vây quanh cùng quan sát. Khi Bồ Tát đắc được tam muội cuối cùng thì đột nhiên có một đóa hoa sen báo lớn xuất hiện ở trong định của Ngài. Đóa hoa sen báo lớn đó lớn cỡ 13.000 đại thiên thế giới. Bồ Tát ngồi trên tòa hoa sen báo lớn đó, thân lượng của Ngài xứng với hoa sen đó, có vô số Phật tử, các Bồ Tát vây quanh hoa sen báo lớn đó, đồng nhìn xem cảnh giới thắng diệu hy hữu, phóng đại quang minh trăm ngàn ức, diệt trừ tất cả chúng sinh khổ, lại ở trên đảnh phóng quang minh vào khắp hội chư Phật mười phương. Thập địa Bồ Tát ngồi ở trên tòa hoa sen báo lớn, trên thân phóng ra trăm ngàn ức đại quang minh, quang minh đó chiếu đến đâu thì đều diệt trừ tất cả thống khổ của chúng sinh, lại ở trên đảnh của Ngài phóng ra quang minh chiếu đến khắp đạo tràng pháp hội của mười phương chư Phật, đều trụ trong không làm lưới quang cúng dường Phật rồi vào dưới chân. Lập tức chư Phật đều biết rõ, nay Phật tử này lên chức vị. Từ trên thân Bồ Tát phóng ra quang minh, từ trên đảnh Bồ Tát phóng ra quang minh chiếu trong hư không, cùng nhau kết thành lưới đại quang minh. Lưới quang minh đó cúng dường mười phương ba đời chư Phật rồi, bèn vào dưới bàn chân của Bồ Tát,
Lúc đó mười phương ba đời chư Phật liền biết có một vị Bồ Tát tu hành chứng được quả vị thập địa. Hiện tại vị Bồ Tát này đang đăng lên thọ chức Phật vị, hiện vào hàng chư Phật